Xin kính chào tất cả các bạn khán giả. Chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ, thoải mái ở chợ Hoa Xuân thành phố Thái Bình. Mình nhìn thấy hai cây mai vàng bonsai đẹp lung linh lộng lẫy các bạn ơi. Nên làm clip về cây mai vàng cho các bạn cùng chiêm ngưỡng và thưởng thức. Mình cũng xin chia sẻ ý nghĩa của cây mai vàng trong đời sống văn hóa tinh thần của người Việt Nam. Cây mai vàng đã trở nên quá quen thuộc với không gian ngày Tết. Một chậu mai vàng đẹp khiến cho ngày Tết trở nên ấm áp và sinh động ý nghĩa hơn. Các bạn cùng thưởng thức vẻ đẹp của hai cây mai vàng. Có dáng vẻ thanh tao, thân cây mềm mại, hoa tươi rực rỡ, cao khoảng 60cm các bạn ơi. Cây được tạo tác từ nhỏ nên có hình dáng mềm mại uyển chuyển, được trồng nổi trên mặt chậu, phô bày ra bộ rễ khỏe mạnh, có hình khối và màu sắc đẹp mắt. Cây hoa mai được xếp vào trong 4 loại cây quý hiếm từ ngày xưa, đó là tùng, cúc, trúc, mai, nằm trong bộ tứ quý. Dân gian có quan niệm rằng nếu thấy hoa mai vàng nở rộ trong dịp Tết ở mỗi gia đình, điều đó tượng trưng cho sự giàu sang, phú quý, may mắn và sức khỏe sẽ đến trong năm đó. Hoa mai vàng thường có 5 cánh, biểu tượng cho ngũ phúc lâm môn, 5 điều tốt lành trong cuộc sống, bao gồm hạnh phúc, may mắn, trường thọ, thành công và hòa bình. Đó là những điều mà ai trong chúng ta đều mong muốn. Màu sắc của hoa mai vàng cũng thể hiện là sự sung túc, đầy đủ, no ấm. Sự xuất hiện của cây mai vàng trong ngày Tết giúp chúng ta có hy vọng về một tương lai tốt lành hơn. Cây mai vàng có vẻ đẹp thanh tao, màu sắc của hoa rực rỡ thể hiện cho sự may mắn, an khang thịnh vượng. Cây còn là thể hiện cho ý chí, nghị lực, quyết tâm của con người vươn lên trong cuộc sống, gặp nhiều gian nan vất vả nhưng vẫn vượt qua sóng gió để có kết quả tươi đẹp hơn. Điều kỳ diệu ở cây hoa mai vàng là trong cái không khí lạnh buốt của mùa đông, nhiều loài cây đã rụng lá, đứng sơ xác. Nhưng cây hoa mai vàng vẫn hiên ngang trước cái lạnh buốt, ra hoa đâm chồi nảy lộc vào đúng dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi clip video của mình. Chúc các bạn sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng, như ý Cát Tường. Xin chào. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo.